Trường Sơn Đá Châu Tự Do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là điểm tin sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024. Bốn thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi lồng ghép nhân quyền trong tất cả cuộc đối thoại với Việt Nam. Phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế 2023 của Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn vi phạm giới hạn quyền này. Vụ cấp bằng tiến sĩ thần tốc cho Thượng tọa Thích Chân Quang, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa nhận báo cáo của Đại học Luật. Trung Quốc dừng nhập sầu riêng từ 33 nguồn của Việt Nam. Việt Nam chuyển 19 nghi phạm lừa đảo viễn thông người Trung Quốc về Hoa Lục. Vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, cựu chủ tịch VEC được hưởng án treo. Ngày 25 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Ben Cardin cùng với ba thượng nghị sĩ Chris Coons, Chris Van Hollen và Jeff Merkley gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thúc giục ông đưa các ưu tiên nhân quyền vào trong các cuộc đối thoại với Việt Nam. Bức thư đồng thời được đăng tải trên trang web của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện có đoạn Hoa Kỳ phải lồng ghép nhân quyền và tất cả các khía cạnh trong các cuộc thảo luận song phương của chúng ta và không chỉ nêu những vấn đề này trong đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi ngài nhấn mạnh với các quan chức Việt Nam rằng tiến bộ thực sự về nhân quyền sẽ tạo điều kiện cho mối quan hệ kinh tế, thương mại và an ninh sâu sắc hơn với Hoa Kỳ. Đánh giá về bức thư của bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông Joseph Benedict, chuyên gia vận động khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Liên minh Xã hội Dân sự Toàn cầu, CIVICUS, nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 6. Thư chung của bốn thượng nghị sĩ gửi Ngoại trưởng Blinken là một lời nhắc nhở quan trọng đối với chính phủ Hoa Kỳ rằng quan hệ đối tác chiến lược của họ với Việt Nam không được đánh đổi bằng việc gạt bỏ nhân quyền. Chính phủ Việt Nam đã không thực hiện bất kỳ cải cách có ý nghĩa nào kể từ khi quan hệ đối tác được ký kết vào tháng 9 năm 2023, và chúng ta tiếp tục chứng kiến một cuộc đàn áp có hệ thống đối với các quyền công dân và bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền, bao gồm các nhà hoạt động môi trường và nhà báo, với những cáo buộc bị đặt. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 27 tháng 6. Nếu như là Hoa Kỳ mà đặt những cái điều kiện về nhân quyền trong các cuộc thương lượng đó thì tôi nghĩ rằng là vấn đề nhân quyền sẽ cải thiện, bởi vì nhà nước Việt Nam chỉ có thể cải thiện khi họ bị áp lực bởi những cái điều kiện kinh tế tài chính. Theo ông, Hoa Kỳ cần sử dụng đòn bẩy thương mại và kinh tế để buộc Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Hiện Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Trong thư chung, bốn thượng nghị sĩ bày tỏ sự quan tâm đến việc nhiều người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, người hoạt động môi trường đang bị cầm tù ở Việt Nam. Trong đó có bốn blogger của Đài Á Châu Tự Do là Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy và Trương Duy Nhất. Đặc biệt, các thượng nghị sĩ nhấn mạnh tới trường hợp của Nguyễn Văn Hóa, một người đóng góp cho nhiều phóng sự của Đài Á Châu Tự Do, vừa mãn hạn tù 7 năm hồi tháng 1 năm nay, nhưng vẫn bị quản thúc tại gia và có khả năng bị bắt lại. Được hỏi ý kiến về thư chung của bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi Ngoại trưởng Blinken, vợ một tù nhân lương tâm phát biểu trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh. Tôi cảm ơn bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ về lời kêu gọi của họ và tha thiết mong muốn Ngoại trưởng Blinken vận động để buộc Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân lương tâm đang bị đày đọa trong các nhà tù khắp cả nước. Chồng tôi và các tù nhân lương tâm khác không có tội mà chỉ thực hành quyền con người nhằm xây dựng một nước Việt Nam tự do, văn minh, công bằng và phát triển bền vững. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken vào ngày 26 tháng 6 giờ miền Đông Hoa Kỳ chính thức công bố phúc trình thường niên năm 2023 về tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới, trong đó có phần về Việt Nam. Đối với Việt Nam, phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại dù hiến pháp nước này quy định rõ mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, luật lại cho phép chính phủ kiểm soát đáng kể việc hành đạo cũng như có những điều khoản mơ hồ cho phép hạn chế quyền tự do tôn giáo theo lý do an ninh quốc gia, đoàn kết dân tộc. Giới chức địa phương được phép đưa ra những quyết định phỏ đoán về yêu cầu đăng ký và công nhận đối với những nhóm tôn giáo hoặc nơi thờ phượng mới. Phúc trình ghi nhận có hai tổ chức tôn giáo mới được cơ quan chức năng Việt Nam công nhận sau hơn 4 năm không có công nhận mới nào. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn lại báo cáo của các tổ chức phi chính phủ, NGOs và các tín hữu về những trường hợp giới chức nhà nước xâm phạm thể lý tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt người sắc tộc tại Tây Nguyên và Tây Bắc. Dù không rõ những trường hợp được báo cáo như thế chỉ liên quan duy nhất đến niềm tin tôn giáo. Việt Nam tiếp tục bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách
theo dõi đặc biệt vì can dự hoặc dung thứ cho những vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo. Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng 6 lên tiếng cho biết chưa nhận được báo cáo chính thức của Đại học Luật Hà Nội về việc đào tạo tiến sĩ thần tốc cho Thượng tọa Thích Chân Quang, thế danh Vương Tấn Việt. Màn báo an ninh thủ đô loan tin vừa nêu và cho biết thêm trong cùng ngày 26 tháng 6, Đại học Luật Hà Nội có thông tin liên quan sau khi nhận được công văn của Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu trường này báo cáo quá trình tuyển sinh đào tạo có bằng chứng kèm theo đối với hồ sơ tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Yêu cầu vừa nêu được đưa ra sau khi có thắc mắc được nêu ra trên mạng xã hội về quá trình học tiến sĩ được nói thần tốc chỉ hơn 2 năm của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Hải quan Trung Quốc trong tháng này đã cho dừng nhập sầu riêng từ 33 nguồn Việt Nam bởi dư lượng kim loại nặng trong loại quả nhập khẩu này của nước láng giềng vào Hoa Lục. Mạng báo South China Morning Post loan tin ngày 27 tháng 6, dẫn nguồn Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong công văn gửi giới chức Việt Nam hồi ngày 11 tháng 6 vừa qua. Cụ thể, cơ quan này của Hoa Lục quyết định cho ngừng các chuyến hàng sầu riêng nhập khẩu từ 18 vùng trồng và 15 nhà máy đóng kiện xuất khẩu, lý do vì dư lượng kim loại nặng quá mức. Một số nguồn tin khác còn cho rằng con số ban đầu dự kiến lên đến 33 vùng trồng và 40 nhà máy đóng kiện xuất khẩu. Biện pháp của Hải quan Trung Quốc đối với sầu riêng của Việt Nam như vừa nêu, đến vào lúc Malaysia lần đầu nhận được phép nhập sầu riêng tươi vào thị trường Hoa Lục. Công an Việt Nam gần đây chuyển 19 nghi phạm người Trung Quốc dính líu vào hoạt động lừa đảo viễn thông xuyên biên giới tại Việt Nam về Hoa Lục. Mạng báo China Daily loan ngày 26 tháng 6 dẫn nguồn từ Bộ Công an Trung Quốc về việc điều nhân viên công lực tỉnh Liêu Ninh đến áp giải những nghi phạm do phía Việt Nam giao tại Đông Hưng, Phòng Thành, Cảng thuộc khu tự trị Quảng Tây về để điều tra tiếp. Công an Trung Quốc nhận được manh mối về các ổ nhóm đặt trụ sở tại Việt Nam để lừa đảo đồng hương của họ tại Hoa Lục qua mạng viễn thông. Lực lượng chức năng Trung Quốc nhờ Công an Việt Nam giúp đỡ và phía Hà Nội đã phá được 5 ổ lừa đảo viễn thông đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt 19 nghi phạm là công dân Hoa Lục cùng nhiều công cụ để thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông, trong đó có nhiều máy tính và điện thoại di động. Ông Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam gọi tắt là VEC, được tuyên hưởng án treo tại phiên phúc thẩm. Tòa bác đơn của 5 nhà thầu buộc họ phải bồi thường 460 tỷ đồng liên quan sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ngày 27 tháng 6, truyền thông nhà nước loan, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của ông Mai Tuấn Anh và tuyên phạt ông 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, án sơ thẩm 42 tháng tù giam. Chính bị cáo còn lại gồm nguyên giám đốc chất lượng của nhà thầu thi công các gói thầu, nguyên kỹ sư vật liệu của các gói thầu được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và nhận mức án từ 2 đến 5 năm tù. Đối với kháng cáo của 5 nhà thầu liên quan đến dự án trên, tòa phúc thẩm đã bác đơn, buộc họ phải bồi thường 460 tỷ đồng đã được VEC thanh toán cho các đoạn đường không đạt chất lượng. Cụ thể, công ty xây dựng số 1, CC1, 47,5 tỷ đồng, Tập đoàn Công trình Giao thông tỉnh Sơn Đông Trung Quốc 129 tỷ đồng, Tập đoàn Xây dựng tỉnh Giang Tô Trung Quốc 85 tỷ đồng, Tập đoàn Lotte ENC Hàn Quốc 127 tỷ đồng và Tập đoàn Bosco ENC Hàn Quốc 71 tỷ đồng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai. Chúc quý vị một buổi tối bình an.